Trời ơi, nhạc con gà em nghe dữ quá. Konnichiwa, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Kai Kai. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game hoàn toàn mới nha các bạn. Cái tựa game này có tên là Zombie. Tóm tắt lại là cái tên nó hơi dài, lát nữa mình sẽ gửi tên của nó ở dưới phần mình mô tả sau nha. Ok, thì chúng ta bắt đầu vô thôi. Hôm nay chỉ là video thử nghiệm thôi, mai mốt làm chính thức thì nó sẽ dài hơn nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta vô thôi. Nhạc con game này dữ quá. Ok, bây giờ chúng ta cắn con boss đầu tiên nha mọi người. Ôi, rồi bắt đầu cuộc hành trình của cây đã chuyển sinh thằng Loli ở trong tựa game Zombie rồi nha các bạn. Chuyển sinh thật sự. Rồi có toàn chơi mấy cái con game còn dữ dữ không, hôm nay rồi chơi game Loli luôn. Game này chơi mượt lắm anh em, nhưng mà có một cái là con cái là gần lên mở sóng thì mình thấy nó tốt hơn. Mở sóng 3G mình lâu rồi mình không có xài wifi nên mình cũng không biết là nó có lag như sóng 3G không. Vậy mà tưởng nó chết rồi chứ. Lại đây con, lại đây nè. Lại đây. Lại đây con. Sợ ý hả mày, làm ghê vậy. Trời ơi, lắc ghê vậy. Nhớ tắt rồi mà. Ali kê, cố lên. Ta tin nhà ngươi có thể làm được, vì nhà ngươi là bản thể của ta mà. Chị kêu nhỏ mày skill chả giúp gì được hết. Dám rụng cái quà của chị hả em? Mình có chơi thử nghiệm rồi nên cũng hơi bị quen tay rồi á. Lúc đầu mới chơi mình có chơi thử nghiệm chứ không thôi chơi nó lâu lắm, quen nó lâu dữ lắm. Bắn súng nè. Chết đi, chết đi. Mày nè. Mày nè. Chết với mày con boss, sao nó không chết vậy? Còn mong được ba sao? Mỗi tay kinh khủng luôn anh em ạ. À. Sao cũng không được ba sao vậy trời? Rồi kể cái video thử nghiệm mà cho nên đó. Nó hơi gà chút. Ok, mình đã thắng xong combo này nha, hơi khó thì. Rất hơi cao tay luôn.
Ok, rất cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ cho mình một like, chia sẻ. Và nếu thấy cái kênh của mình hay á thì nhớ bấm vào nút đăng ký ở dưới đây. Và đừng quên bấm cái chuông bên cạnh để nhận những video mới nhất từ mình nha. Còn bây giờ thì xin bye bye. Chào tạm biệt các bạn và những video kỳ sau.